tương truyền, có một con quái thú hung mãnh tên là Niên. Cứ vào thời khắc giao thừa, con rời đánh này lại nổi lên giày xéo, tàn phá cây trồng, hoa màu của người dân. Khi Niên tung tăng chuẩn bị vào làng tàn phá như mọi năm thì đột nhiên có tiếng pháo nổ, Niên sợ hãi, không dám tới gần làng nữa. Căn nguyên là do Niên bị cao tơ bởi màu đỏ, ánh lửa và tiếng nổ, nên cổ nhân tin rằng đốt pháo là để xua đuổi những điều xui xẻo. Ngày nay, pháp luật nước ta cấm đốt pháo để tránh cháy nổ, gây nguy hiểm cho mọi người, các bạn nhé.